Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa lỗi đối với một số chữ mà mình đang gõ chữ hoa nhưng mà bên trong chữ có những cái nguyên âm bị chuyển thành chữ thường như sau. Ví dụ mình gõ chữ hoa, chữ tuần, thì lúc này chữ u nó bị nhỏ. Ví dụ mình gõ chữ khác, tiễn, ví dụ vậy, thì những chữ này nó nhỏ. Chúng ta có thể sửa tay lại từng chữ cũng được, nhưng mà sẽ tốn thời gian của các bạn. Nên vì vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở phần mềm Unikey của mình lên, hoặc là Viettel. Chúng ta mở bảng điều khiển. Sau khi mở bảng điều khiển lên, thì hiện tại bây giờ mình đang chọn chữ Unicode. Chúng ta sẽ chỉnh cho chúng bảng mã Unicode thành bảng mã Unicode tổ hợp và bấm chữ đóng. Bây giờ chúng ta sẽ thử kết quả ha. Tuần, tiễn. Đó, như vậy là các bạn đã sửa xong rồi. Rất là đơn giản nè, phải không? Mình nhắc lại ha, chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta có thể vào mở Unikey, chọn bảng điều khiển, chúng ta bấm chuột phải vào ha, cái biểu tượng ở phía dưới nè, chọn bảng điều khiển, chỉnh lại bảng mã là Unicode thành Unicode tổ hợp là xong. Chúc các bạn làm tốt, chào tạm biệt, hãy like và subscribe kênh của mình nhé.